Kinh rồi đến Mỹ. Xin chào các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 3 tháng 12. Em lại lên với các bác đồ lính tổng hợp. Có gì lên đó hay các bác? Và các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em. Số điện thoại em ghim trên này nghe các bác. Em lên. Cũng đầu tiên có một con hàng hiếm nha các bác. Size hiếm chứ không phải hàng hiếm. Một con áo M65 Philaket chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Đời 80. Đời 80 nha các bác. DLA 180. Và size này, những cái áo mà size như X short đó các bác. X short đó, có cái chữ X short ở phía sau á. X short lúc đầu đẹp nói, nhưng mà áo, những cái áo có chữ X short lúc sau thì từ năm 79 trở về sau nó mới có nha các bác. Trước năm 79 nó không có những cái size thì gọi là nhỏ ngắn như thế này đâu. Sau năm 79 nó mới có những cái size gọi là hàng hiếm như thế này. Cũng không phải hàng hiếm, nhưng mà những cái size mà đúng ra sau năm 79 là những cái áo này nó dành cho nữ nha các bác. Nhà thầu Alpha Industry. Kiểu dáng này y chang áo nam nha. Tức là vậy nè, từ những năm 72 á, là bắt đầu nó ra cái áo M43 dành cho nữ đó các bác. Mấy cái áo M43 nữ mà em hay lên là gài nút á, thì nó ra cái đó. Tới năm 79 thì nó bỏ cái áo đó đi, nó bỏ cái áo M43, nó không có làm áo M43 nữ nữa, và nó làm đồng bộ với áo M65 nam nữ dùng chung nha, kiểu dáng giống nhau. Là nó bỏ cái áo M43 nữ và nó làm những cái áo này size nhỏ. Không biết em nói nó hơi loằng ngoằng đúng không các bác. Tức là từ năm 79 là cái áo mà M43 nữ là các bác biết bữa giờ em hay lên, hay là gọi M65 nữ, mà cái áo gài nút không phải dây kéo đâu, thì nó tới năm 79 là nó không có sản xuất cái đó nữa, nó bỏ luôn. Tức là nữ riêng nam riêng á, đến năm 79 là nó bỏ cái áo M43 nữ và nó làm áo M65 dành cho cả nam lẫn nữ dùng chung nha các bác. Tất nhiên là áo nữ thì nó may size nhỏ, nhưng mà size này là đúng ra của nó là size nữ chứ không phải size nam, bởi vì lính Mỹ nó đâu có nhỏ con như thế này, cho nên nó dành áo này dành cho nữ, nhưng mà kiểu dáng thì như áo nam nha các bác. Em nói thì nó hơi loằng ngoằng chút ha, nhưng mà đại khái là vậy. Cho nên các bác kiếm những cái áo mà size nhỏ ngắn như thế này, ví dụ như medium x short thì cũng từ năm 79 mới có. Medium short không nói nghe, những cái áo mà có cái chữ x short phía sau thì năm 79 trở về sau nó mới có thôi. Cho nên là giống như cái này, áo khóa nhôm không bao giờ có x small short hoặc là x small x short nha các bác. Nếu mà khóa nhôm không không có x small short đâu nha các bác, x small regular thôi, small short thì có. Tóm lại là vậy, những cái size gọi là size nhỏ ngắn thì thường sau năm 79 nó mới có. Rồi đại khái vậy đi, em nói nó hơi loằng ngoằng chút. Cái này là x small x short, nhỏ nhất và ngắn nhất. Các bác dưới 63 cân được ha. Bác nào thích thoải mái thì dưới 60 cân thôi, và cao cũng mét 6 đổ lại rồi nghe các bác. Nhỏ nhất ngắn nhất là cái này, là không có nhỏ hơn nữa đâu nghe các bác. Và nước màu đều nha. Chuẩn lính Mỹ 580. Nói để nhiều bác có thể nắm bắt được. Nhiều khi cái nhiều bác cái kêu kiếm cho anh con khóa nhôm nhưng mà size x small short hoặc x small short, x short nó không có đâu các bác. Khóa nhôm nó không có size đó nha. Rồi khóa Scoville răng cá mập nha. Chân khóa nó đúng ra nó còn tốt nha, nó chỉ chóc cái lớp bên ngoài thôi chứ còn cái chân trong vẫn còn tốt. Rồi và tem, nguyên cái dàn tem không quân theo áo nha các bác, ổn ha. Đời sau này cái màu nó cũng không hẳn ô liu đâu nha, nó nằm giữa màu ô liu và màu hanh, nó cũng không hẳn ha. Nước màu thì còn tầm 90% trở lên nha, trên 90. Cái màu đời sau thì nó vậy thôi, chứ còn độ mới cũng còn khá. Chất vải nó đây, tem rin theo áo nha. Rồi cái này giống như có cái viết bi người ta quẹt chứ
không sao. À, tất nhiên là em báo cho các bác rồi, nhưng chắc là cũng tất nhiên nó là một vết rồi. Giống như người ta cầm cái viết, người ta vô tình là quẹt vô thôi. Ok nha các bác. Thân trước nè, sạch sẽ không tì vết nha. Chỗ này dơ xíu về giặt cái khả năng ra. Bao ra này, cái này em bao ra. Đó, em mới khẩy cái nó bay rồi. Còn trắng trắng nữa thôi. Ừ, lấy nước vò cái là bao bay nha. Thân trước sạch sẽ, thân sau cũng sạch sẽ không tì vết nha các bác. Tay cũng vậy nha, tay này nó có vết mực mà. Nếp gấp tay đây. Cũng đều hết. Rồi, ổn nha các bác. Ổn hết nha. Rồi, nói chung là không lỗi lập, có cái cổ nó hơi bị dơ nhưng mà em bao ra nha, dơ mồ hôi thôi nha các bác. Các bác thấy anh mang mồ hôi nó dính dơ ra, em khẩy nó còn trắng trắng nè. Nó bay lớp mồ hôi nè, em cạo cái lớp mồ hôi nó chóc ra nè. Tức là em bao ra cái này thì nó mồ hôi thôi, về chịu khó ngâm, thoa cái nước giặt lên nó ngâm tí vò là ra thôi. Và các bác nhìn cái tem nó còn rõ như thế này ha, vẫn còn thấy chữ rõ ràng nha. Ishmon Ishok, chuẩn lính Mỹ năm 80, nhà thầu Alpha Industry. Hơi dài dòng, hơi lòng mà. Khóa cổ cũng đuôi cá nha. Nón đầy đủ. Và size này là size gọi là dành cho mấy bác nhỏ nhất. Rồi, em đo. Đâu rồi thước dây, lại đi kiếm thước dây rồi các bạn. Ở đây. Vai 47. Tay 55 nha. Chú ý là 1m6 đổ lại đó nha các bác. Và dài 69 nha. Dây dưới thì còn. Dây dưới à, nó còn cái dây ở trong nè, nhưng mà nó đứt ở đâu rồi, nó tuột rồi. Nó tuột cái dây, nó còn ở giữa khúc này thôi. Các bác lấy thì em sẽ luồn dây khác vào nha. Dây trên nó cũng rút ra rồi. Rồi, nói chung là không lỗi lầm. Đều màu hết nha, độ mới 90% trở lên. Gọi là còn ổn, cái màu này nó vậy đó, chứ còn độ mới cũng còn khá đấy. Và giá 3.800.000 đầu like nha, mã số 430. Mã số 430 nha các bác, em bán 3.800.000. Những cái size này thì nó ít gặp nha. Và tất nhiên nó sẽ đắt đỏ hơn những cái size to. Và giá này thì theo em cũng hợp lý thôi. 3.800.000 mã 430 ha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, cam kết hết chưa các bạn. Cái thứ nhất. Rồi tiếp theo lên một con ba đồ suy, màu này cũng là cái màu này là màu màu này cũng ít gặp nha các bác. Áo đi mưa đấy. Áo này là áo ba đồ suy nhưng mà mặc dành cho tất cả thời tiết. Nó không phải áo mưa nhưng mà tức là all winter, dành cho tất cả thời tiết nha. Trời mưa trời tuyết mặc đều được hết. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, đời 2010, SBM1C1 ha, những cái ký tự quân đội, hàng cấp phát là phải có những cái ký tự này nha, đời 2010, rồi size 38 ha, ở dưới này ghi 42XL là gì ta, để em coi phía trên, không biết size gì, không biết size 38 hay 42, nó ghi hai số đây mà, rồi. Cái này là kháng nước được nha. Cái vải là vải poplin, poly, nhưng mà các bác đi mưa vẫn được. Nó có công nghệ kháng nước, mặc dù nó là vải chứ không phải là dừa ni lông nha. Con này còn đẹp nha các bác. Những cái áo như thế này, những cái áo màu này nó hay bị dơ, hay bị ố màu, nhưng mà con này còn đẹp. Cái lót phụ thì nó mất. Nó mất cái lót phụ. Nhưng mà màu này nó hiếm nha các bác. Mà còn đẹp như thế này thì cũng không dễ kiếm, chưa biết size gì. Cái này trong thằng Goodwill nó bán này. Này trong cửa hàng Goodwill nó bán. Rồi. Cái tay thì nó vẫn có lót nha các bác. Còn cái thân thì nó không có lót, cái lót phụ nó mất rồi. Hình như em có hai cái luôn. Cái này là size 42 XL chứ không phải size 38 đâu nha. Các bác
Nếu mà thấp á, thì có thể cắt bớt cái tay hoặc là lần lên cũng được, lần lên lấy kim nhíp lại. Cái này nó hơi dài đấy, cái này nếu mà đúng phải trên đến 75 mới vừa, dài lắm nha. Cái chiều dài thì càng dài càng tốt, nhiều bác thích dài. Còn cái tay thì bác nào thấp hơn có thể cắt bớt nha. Cái này nó dài nè các bác, nó dài đó nha. Nhiều bác thích dài như thế này, nó dài gần tới mắt cá em rồi. Rồi và size 42 thì các bác từ 60, em là 68 cân, bác nào thích thoải mái 68 có thể mặc thêm áo bên trong nha, còn không thì cứ 70 đến 80 cân. Rồi nếu mà đúng thì phải trên 1m75 trở lên, còn bác nào dưới 1m75 thì lựng cái tay lên hoặc cắt bớt nha, độ mới 95% trở lên, không tì vết nha. Độ mới cao lắm các bạn, không dơ bẩn, không tì vết, để em kiểm tra. Không vấn đề nha, các bạn mặc một lớp cũng dễ mang thôi. Tất nhiên nó mất cái lót, em báo cáo rõ ra. Nút phụ kiện đai nịt đầy đủ nha. Màu này sẽ đắt hơn nha các bác, màu này sẽ đắt hơn những cái màu khác. Tức là người ta bán sao em không biết, nhưng mà em bán màu này nó sẽ đắt hơn những cái màu xanh đen hoặc màu đen. Rồi dài 126 à. Còn bên cái tay rắp lăng nha, em không có đo. Em đo từ cầu vai xuống tay 72 rồi. Đo vai luôn đi. Vai nó tính hay cầu vai. Vai 49.5. Rồi bác nào vừa ý em bán, $800.000. Màu này em bán đắt hơn đấy nha các bác. Mã số 431. $800.000, độ mới rất cao nha. Cái này 95 là khiêm tốn, thực tế là các bác nhận nó phải cao hơn rất nhiều. Rồi mã 431 nha các bác. Cái thứ nhất à, cái thứ hai thì nó lộn. Rồi. Cái này thì nó bị ố. Những cái màu này cho nên là nhiều cái màu sáng như này nó hay bị ố lắm các bác, còn có cái đó là nó lại ít, hiếm lắm nó mới không bị ố, do nó bảo quản sao. Cái này thì được cái size nó đẹp, phụ kiện cũng đầy đủ, kiểu dáng y chang cái kia nha, cũng mất lót luôn. Mà size này thì 40 regular. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 86 nha. D là anh chập và đời 86. Cái này đời trước. Trước còn thì cũng ôn quy thơ luôn nha. Các bác đi mưa kháng nước. Mưa to thì có thể nó thấm đó nha. Nói chung là nó hơi dơ dơ nè. Đó. Không biết có giặt cái rai không thôi. Nhưng mà khả năng nó khó đấy, nó bớt lại cho nó không hết. Cái này đó các bác thấy nó hơi ố ố. Nó ố hơn chút. Có thể nói chung là nó dơ các bác, nó treo bụi nó dơ, nhưng mà theo em là nó ố nha các bác, giặt nó khó ra lắm đấy. Em báo trước đây nè, này là màu zin của nó nè, còn chỗ này các bác thấy nó màu nó đậm hơn đúng không, nó ố màu đó. Những cái dòng này nó hay bị lắm các bác, hiếm lắm mới có cái được như cái kia mà không bị đấy. Rồi đây nè, cũng ố dơ này. Cũng không lỗi lầm gì đâu nghe các bác, nó chỉ bị ố màu vậy thôi. Thân nó cũng đều đấy, cũng hơi dơ dơ vài chỗ. Rồi ổn nha, nói chung là khá đấy, chứ còn ổn cũng ố mà sao ổn được đó, nhưng mà cũng chấp nhận được, hàng xưa thì có thể chấp nhận được. Quan trọng các bác thấy có ổn hay không thì cũng không lỗi lầm. Vải bóp linh vô ly kháng nước đấy nha các bác. Rồi. Đai nịt đầy đủ nha, và size cũng đẹp đấy, 40 regular các bác, từ 62 đến 72 cân. 75 cũng được nha, 75 thì nó cũng được. Bao si thì thường nó may rộng rãi, cho nên các bác 75 cân cũng được. Rồi và cao 1m68 trở lên đi. Tay em mang cũng hơi dài chút. 1m7 trở lên thì ok ha.
Rồi, cũng không lỗi lầm gì đâu, hơi ố cũng không nhiều lắm đó nghe. Màu tất nhiên nó đậm hơn chút. Cũng chấp nhận được, em bán 400 ngàn đồng. Màu này là cũng ít gặp đấy, màu này là đắt nhất đấy các bạn. Vai 50, tay 66 và dài cũng không lỗi lầm, quan trọng là không lỗi lầm gì hết nha. Dài 114, dây kéo rồi cái này chỉ có mất cái lót phụ thôi chứ còn không lỗi lầm gì hết. Nút đồ đầy đủ nha. 400.000 đồng, mã số 432. Tiếp tục em lên một cái quần của Đức nha, quần satin của Đức mới lắm, con này mới. Cái này có quần áo không biết không, có chiếc vải này. Vải satin của lính Đức nha, gương tâm, tức là nó là quần satin của lính Đức nhưng mình gọi vậy thôi chứ còn cái chất của nó sẽ khác satin của Mỹ nha. 100% ba ung wood, tức là nó cũng là cô tông đấy, 100% cô tông đấy nha. Đức thì nó ghi cái này nhưng mà nó là 100% cô tông chuẩn lính Đức nha. Đề bao nhiêu thì không biết, nói chung là không biết đề đâu, tem này nó ghi em không có rành nhưng mà chắc chắn là chuẩn lính Đức. Nút gài nghe các bạn, mới lắm, con này mới. Mới rất mới luôn nha các bạn, mới lắm nha. Rồi dây ống là đầy đủ, chưa có dấu vết gì luôn nha, chưa sử dụng là có này. Số 3. Rồi hai túi trước này, có xếp ly nè, hai túi hông và một túi sâu không tì vết, mới rất mới, 98%. Eo 92, kéo căng 94, dài 104 và ống 23 nha các bác, có dây rút ống nha. Rồi bác nào thấy ok chốt cho em con này, em bán 700.000 đồng, mới, túi hộp hai bên nữa nha, lúc cài chìm hết. Mã số 433, 700.000. Em lên một con này, biết phải áo mưa không biết. Con này cũng hay đọc vải poplin nha, mà không biết nó có kháng nước hay không. Mà nó có cái này thì nó có cái này như của lính Pháp thì phải. Để em coi. Cái dạng như cái này nó chưa ghi tên luôn nha, cái này nó những cái miếng nó may sẵn để lính người ta ghi cái tên cho những cái áo lính Bỉ đó nó hay có. Cái này không biết, cái này chắc chắn của lính, không biết lính nào, lính châu Âu, biết phải của Bỉ hay của Pháp vậy thôi. Đợt trước em có bán một cái mà em cũng không rành cái này của nào, tức là một là của Pháp, hai là của Bỉ thôi. Đây nghe qua, vải poplin, chiếc vải poplin dày nha, dày hơn poplin của Mỹ đấy. Chiếc vải ok lắm nha các bác, cái chất nó sẽ dày hơn và poplin của Mỹ nha. Nhưng mà con này cũng hàng độc, độ mới cũng cao đó nha. Cổ tay nó cũng hơi gọi là bụi nó bám thôi chứ cũng không có sờn gì đâu. Nó có sử dụng rồi nhưng mà còn mới lắm. Nắp nó đây, cái này cũng hàng độc đấy. Cái này đúng là áo choàng, khả năng áo mưa các bạn. Cái này khả năng là đi mưa được nha, tức là vải poplin nhưng mà có thể nó có công nghệ kháng nước, nhưng mà thôi em không biết đi, mặc áo đại khái là áo choàng đi. Nhưng tại thấy nó có thêm cái này cũng độc rồi. Cái này nó liền luôn nghe, không có gỡ ra được đâu nghe các bác. Rồi của lính châu Âu đi ha. À đây các bác, chuẩn lính Pháp luôn, cái này chuẩn lính Pháp nha. Sogeco Basic, cái này của lính nha, chắc chắn là của lính Pháp luôn. Basic
Cái này không phải Brazil, là lính nhiều khi nó đóng quân ở Brazil đại khái vậy đó nha, chứ cái này không phải là của hãng thời trang tại Paris đâu. Thường đồ Pháp nó ghi nhiều địa danh của nó mà. Em cũng chưa nghiên cứu tới, nhưng mà cái này chắc chắn của lính, chuẩn lính Pháp mà không biết đề bao nhiêu, độ mới cao lắm, cũng thuộc dạng hàng độc đấy các bạn. Lúc nó bị tụt, cái chỉ nó thừa, nó gần tụt rồi, để các bác lấy em đính xong. Vậy là nó lại hay đấy các bạn, hàng độc đấy. Cái này thì cái tay nó dễ lắm, nếu mà dài các bác có thể lên lai được, nó trơn rồi thôi về gấp lên lấy kim nhíp lại cũng được, còn không ra tiệm cho họ cắt. Tay nó dài lắm nha, cái này thì trên mét 75 rồi. Chỗ này nó hơi dơ dơ, nhưng mà lấy nước rửa móng tay thì bao ra vò sạch. Thôi cứ vậy đi. Cái này áo choàng thì các bác như anh, cái này nó dạng như áo choàng nha, cho nên nó may rộng. Cái này nó có hai cái ngăn là các bác thọt vào cái túi quần hoặc túi áo bên trong các bác lấy đồ, chứ không phải cái túi đâu nha. Khả năng nó giống áo mưa các bác, khả năng nó kháng nước đấy. Cái vải nó đã lắm rồi, để cho em là 68 cân em mang rộng, mặt may nè áo choàng thì mặc rộng nha, chung là cứ từ 68 cân trở lên đến 90 cân, 95 cân cũng được rồi. Còn cao thì cái này phải mét 74 75 trở lên, thấp thì cắt bớt thôi, cái này thì dễ rồi, hơi hơi được rồi. Cái này nó không có gỡ ra được đâu nghe quá, nó mới lắm, cái này nó mới trên 95%, nó chỉ bị dính dơ đây thôi, nhưng mà em bao ra, cái này mai em xử lý cho các bác luôn được. Rồi cũng độc lạ đấy, để em lấy nước em thử, có nước không ta, mất thời gian quá. Thôi đại khái vậy đi, bác nào thấy ok em bán 900.000 đồng hai cái cầu vai thì cũng chín đó, thì nó cũng không chính xác lắm, tay thì nó tới 64, dài 108 nha, 900.000 đồng, mã số 434. Rồi em lên một cái túi satin nha, một cái túi satin chuẩn lính Mỹ đấy. US. Nhiều khi các bác cứ thấy chữ này khoan hãy vội đánh giá là hàng lính Mỹ nghe. Nhiều khi nó đóng cái dấu cái khịch giờ cái rồi kêu hàng cấp phát lính Mỹ chưa chắc đâu, phải nghiên cứu thêm. Ở đây cái tem của nó đây, SBO chập và đời 2001 ha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2001, những cái ký tự của quân đội nó phải có nha, SBO chập, tức là từ năm 94 ha, đến năm 2007 ha, và nó SBO mới lắm nghe bác, tem còn rõ như thế này, mới tinh, rất mới nha, cái tem nó in nó giống như nó mờ vậy thôi, chứ còn cái này nó mới lắm, 96%, rất mới nè. Rất là tiện nha các bác, ship vậy thôi. Rồi một là đeo bên này hoặc là cột lại ha, cột rồi sao, tức là đại khái em có mắt làm sao cũng được, hoặc là đeo lên như này. Nói chung là cái túi vải satin mới lắm, chuẩn lính Mỹ nha. Rồi em đo, ngang 61 và dài 78 nha, rất là mới nha các bác, chất liệu satin nha,
100% cotton. Rồi em bán 450.000 mã số 435. Tiếp tục. Rồi em có một bộ lễ phục thủy quân lục chiến nha, màu nó tầm 90, cũng gần như đồng màu đó nha. Tức là cái này thì như này là quá ok rồi, tức là 90 thôi chứ còn tuyệt đối 100% thì khó, bởi vì nó khác năm. Cái này còn cả nịt nha, mà nó mất cái đai nịt rồi, các bác lấy thì em may cái đai cho các bác. Cái dòng này em nhắc hoài nha, lễ phục thủy quân lục chiến bao giờ cái nút dưới nó cũng là nút nhựa nghe, chứ không phải mất người ta thay đâu nghe các bác, nguyên của nó rin vậy. Size 41 R này, cái này em bán nguyên bộ, kiếm mấy cái size trên 40 hiếm lắm các bác, size này 70 kg được. Thường mấy cái áo này nó độ mới nó cao lắm, bởi vì cái này nó lễ phục mà nhiều khi một năm người ta mang nó một hai lần thôi. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, năm 2002. Lễ phục thủy quân lục chiến nha các bác. DSCB. Size 41 regular. Độ mới cao. Đai nịt đầy đủ nha, cái này nó có cái bút nịt này mà các bác lấy thì em sẽ gửi kèm, em sẽ gắn cái bút nịt vào. Cái này nó còn treo cái đạn đây nữa. Rồi không lỗi lầm gì hết nha. Không lỗi lập, độ mới 96%. Cái này các bác 70 kg được nha, nhưng mà nó thường lễ phục thì nó mặc phải ôm ôm, còn các bác thích thoải mái thì 65 kg, 65 cân nè. Em 68 cân mà em có cái bụng, còn bụng em nó tới 9 mấy, 96, chỗ này chỗ to nhất nó tới 96, cho nên nó hơi ôm. Rồi các bác cao 1m7 trở lên nha, 1m7 trở lên, bác nào thấp thì cắt với cái tay thôi. Cái này còn cả đai nịt, các bác lấy em gắn bút nịt sau nha. Và cái quần là size 35 regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, năm 99, đồng bộ hết nha các bác, đồng bộ nha. Màu thì 90 thôi chứ còn tuyệt đối thì nó khó. Độ mới cũng 95%, khóa YKK. Ô, cái này cũng 96%, độ mới ngang nhau. Lai đây, lai nó còn mới gấp lên, nó chưa có lên lai nghe các bác. Các bác về thì lên lai xong. Đây. Về các bác chiều dài thì dễ rồi. Rồi, bác nào nay nhắm, chốt được nguyên bộ chốt cho em bộ này. Độ mới rất cao nha. Eo 86, kéo căng thì 87 nghe các bác. Và size như thế này là size như thế này cũng ít gặp nha. Mà những cái dòng này không biết sao size nhỏ thì nhiều quá, mà size to nó lại ít. Cái này thì không to gì đâu, nhưng mà nó trung bình. Dài ngang cái vết gấp là 103, em đo hết là 110. Ống 25.5. Và em bán nguyên bộ nha các bác, nguyên bộ 800.000. Cũng khó lắm mới ghép được cả bộ các bác. À khoan, khoan các bác, cái này nguyên bộ nha. Cái áo trước em đo tại mã số 436 nè, 800.000 cả bộ. Cái áo trước em đo nha, tại em mặc vô có tên nó còn cái áo Paris cũng của thủy quân lục chiến luôn, nhưng mà như size nhỏ này, như size nhỏ
cái này em còn nhiều mấy cái mà xây nhỏ. Cái này size 36 nhưng mà chắc mặc được. Cái này nó đi theo nguyên combo của nó luôn, nguyên bộ luôn, thiếu mỗi cái mũ. Cái này cũng 3 DC nha, cũng thủy quân lục chiến luôn các bác. Nó đồng màu, cái vải này thì nó dày hơn. Cái này chỉ size 36 thôi, à, 34, 36 vậy, 36. Rồi, cũng vừa luôn nha các bác. Này cũng tầm dưới 70 cân thôi. Cái này thì nút nó gà chồm bao nhiêu, ví dụ bác nào chực có thể dời nút ra chút vẫn được nha. Cũng dưới 70 cân. Áo đẹp, form đẹp không các bác. Ra dáng thì nó duyệt, bác nào duyệt không? Cái đai này nới ra được nè, nó vẫn còn chung vải này, các bác nào béo hơn có thể nới cái đai ra được nha, có thể 72-73 ký cũng được. Rồi các bác thấy đẹp hay không là tự đánh giá giúp em nha. Nhiều khi cái nào khen đẹp thì các bác lại bảo bóc phét. Cho nên đẹp hay không là tùy theo ánh nhìn của mỗi bác thôi. Có bác thấy đẹp, có bác thấy xấu. Cho nên là nhiều khi em khen đẹp nó cũng bị dư, bị thừa. Cái này em đo cho nó xong cái bộ này đã nha. Nó đo, nó cùng bộ với cái quần em đo. Vai 48. Tay 66. Dài 78 nha các bác. Là cùng bộ với cái quần đó. Là 800.000 mã số 436 à. Bán cả bộ nha, không tách lẻ. Rồi vào cái áo 3DC. Em lại loằn ngoằn chút, lại mang vào tí nữa. Các bác thả ra nó không đẹp. Cái này chiều dài nó không vừa, em mang nó vừa y. Nói chung là nó vừa gọn luôn nha, nó không có rộng đâu. Nói chung các bác dưới 70 cân, 65 đến 70 là gọn. Là chỉ mặc áo mỏng bên trong đó nha các bác. Còn các bác thích thoải mái là dưới 65 cân. Bác nào béo hơn ha, có thể nới cái đai này ra nha, gỡ cái đai này ra được, nó về một nút ra thì nó có thể 73-74 được, nó còn chung ở đây nè, hoặc là dời một nút này ra vẫn được. Rồi và cao 1m7 đổ lại đó, ráng lắm 1m72. Nhưng mà nó đẹp, form nó đẹp nha, lại khen này. Ổn các bác hả? Nó không có nút ở trên nha. Rồi. Được các bác. Được ha. Ổn, 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 theo em là ổn nha. Nhưng mà để kiểm tra lỗi. Dài dòng quá các bác. Hơi dài dòng. Size 36 sọt. Wood đó nha bác, tức là len, tức là dệt từ lông cừu đó nha. Và các bác nhìn cái tem còn mới cứng, cái tem mới cứng nha, còn cái áo thì cũng mới nhưng mà không biết có lỗi hay không đâu. DSA chắc đời 70 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 70. Cho nên những các bác nhìn cái ký tự của quân đội này tại sao nó khác nhau các bác, nó tùy theo đời mà nó khác nhau nha. DSA à, thì nó từ năm 62 đến năm 77 đó nghe các bác, đến năm 78 thì nó chuyển thành DLA rồi. Những cái ký tự của quân đội bắt buộc phải có nếu hàng cấp phát quân đội nha. Nhà thầu BEM Rocker. Rồi tem còn mới cứng như thế này, cổ không tì vết này. Thân trước sạch sẽ không tì vết.
còn cả dấu phấn nữa. Cái dấu này dấu phấn nhưng mà dấu dơ nữa nghe, nó làm dấu nó mây đó. Không phải dấu phấn các bạn. Nhưng mà ra nghe, bao ra, em vò nữa mà. Cái này dính bụi vậy thôi. Sorry các bác nha. Cái này em tưởng dấu phấn nhưng mà không phải đâu nghe, bụi đó. Giống dấu phấn không các bác thấy dấu cộng thôi. Nhưng mà nó bao ra, cái này dơ bị giặt giùm em cái thôi. Thân bên này cũng sạch sẽ, không tì vết. Tay này cũng ổn hết nha. Cũng hơi dơ thôi về. Vò nước cái la các bác thấy nó ở sau nó còn trùng nè. Các bác thấy cái đai à. Các bác gỡ cái nút này gỡ ra được, các bác 75 kg cũng được, nó trùng khúc. Bác nào béo hơn thì nới cái đai ra. Rồi không tì vết luôn các bác, độ mới cao nha, 95% trở lên. Và size cũng size đẹp đấy. À, cái này nó có cái quai đây nè. Nãy nó bắt qua em quên đi. Quên gài đây. Vai 49. Tay 58. Size này cũng là size hiếm đấy. Và dài 111 nha, em bán 1.300.000. Mã số 437 nha. Mã 437 1.300.000. Nó đồng bộ với cái bộ thì vô lục chiến, cái bộ này, nhưng cái vải này thì nó dày hơn chút. Rồi, còn con em lên luôn. Con này còn size còn hiểm hơn nữa. Dành cho mấy bác dưới 65 cân thôi. Nếu mà đúng là phải dưới 60 cân thôi. Con này thì cái lót nó hơi ố. Lót vì sao nó hơi bị ố cái lót nha. Tem thì còn rõ. Con này đời 79 nha. Con này đời sau. Đó, các bác thấy từ năm 78 nó thành DLA cho nó không DSA nữa. Rồi. Đời 79 size 34 short, nhỏ hơn cái kia size nữa nha. Rồi, cổ. Đồ mới thì nó nói chung là cái kia thì nó mới ha, con này thì độ mới tầm 90%. Thân trước không lỗi lầm nè. Tay cũng vậy không lỗi lầm. Thân bên này cũng vậy không lỗi lầm. Rồi thân sau cũng không lỗi lầm nha các bác. Áo không lỗi. À có. Cái này dơ hay là gì vậy? Này chắc dơ đây vậy. Không phải sơn, không rách đâu nha. Dơ thôi chứ không phải ăn màu đâu. Em thấy khẩy nó trắng, dơ thôi. Rồi, không lỗi lầm. Đồ mới trên 90%. Ổn hết nghe các bác. Và size nhỏ này. Cái này dưới, bác nào thích gọn gọn là 60 đến 65 cân nha. Còn bác nào thích thoải mái thì dưới 60 cân. Em 68 cân vẫn. Nói chung là nó vừa khít luôn. Tự động thì nó hơi kích. Nói chung dưới 63 cân được. 65 này nó cũng hơi ôm nha. Rồi. Cũng sai đọc các bạn. Cái form các bạn thấy. Nó quan trọng cái form. Cái này nó có cái quai nè, gài qua đây được nha. Nó có một nút gài qua. Nhưng mà em khỏi gài đi. Gài lên cái cổ nhìn đẹp các bạn hả. Rồi, cũng 1m72 đổ lại. Số cân thì như em đã báo. Rồi, độ mới cũng trên 90% nha. Rồi em bán 900.000. 900.000 đồng nha các bác. Vai 47. Tay 59. Và dài 104, mã số 438, 900.000 đồng. Tiếp tục.
À, em còn một con này mới lên nhưng mà nó bị lỗi rồi các bạn, nó bị lỗi rồi. Cái này thì nó, cái này thì em bán cái lót, em bán cái lót nha, em không bán cái áo. Size 40 regular, lót mới tinh luôn các bạn, lót lòng nha. Khóa ID size 40 regular chuẩn các phát lính Mỹ 588 nha. On weather các bác đi mưa cũng được. Vừa thấy cái mưa to nó vẫn thấm đấy. Rồi, nói chung là độ mới cũng cao nha. Màu này nó màu xanh đen đậm, nó gần như màu đen. Rồi, nhớ nó này nó bị cứng kiện. Cứng kiện. Rất mất tiêu. Rất nè bác. Rất đẹp. Bác nào hỏi em cái lót em quên. Rồi, cái áo nó mới lắm nha, cái lót là mới tinh luôn á. Bác nào vừa size với cái lót thì chốt cho em nha. Cái lót này không à. Nói chung là em bán cái lót chứ cái áo nó rách rồi sao bán được. Rồi em bán 400 nghìn. Nếu mà các bác mặc luôn á thì từ 68 đến 80 cực, 1m75 độ lại. Cái lót nó đẹp đó các bác. Thôi em bán 350 ngàn đi. 350 ngàn. Vai 46 nè. Tay 64 nó rách hai chỗ thôi thôi nha. Một chỗ là hai lỗ đây. Đây chỗ này nè. Chỗ này hơi sức sức. 350 ngàn. Và dài 112. Mã số 439 nha. 350 ngàn. Bữa hôm bác này dặn em cái lót nè, mà em quên. Hình như cũng size 40. Cái thân lót lụa mới tinh luôn đó. Mới. Rồi tiếp theo em lên một cái áo đen của Học Viện Hải Quân. Size 52 hơi to nha. Mới lắm. Độ mới cũng cao. Rất mới luôn các bạn. Rất là mới nha. Nhưng mà cái này các bác phải 80 cân trở lên. Mới lắm. Này size to. À, các bác lấy đem gắn củ khóa vào nha, nó mất cái củ khóa. Yên tâm nghe, các bác lấy đem gắn củ khóa vào, về kéo bình thường, dây kéo còn tốt lắm nha. Em bao lắp củ khóa cho các bác yên tâm. Rồi, còn cả tem chuẩn Học Viện Hải Quân Mỹ nha. Này là lớp đào tạo sĩ quan đấy. Rồi em bán 300 ngàn đồng, mới tinh luôn, mới, rất mới nha. Và bao lắp củ khóa vào cho các bác. 300 ngàn đồng. Vai 59. Này phải 80 cân trở lên nha các bác, đến 100 cân. Tay 67. Và dài 72, mã số 440, 300 ngàn. Rồi tiếp theo lên một cái áo này cũng đẹp. Bị dính gì quá. Cái vải nó vải bốc đinh luôn các bạn. Cái thớ vải này giống vải bốc đinh.
đại khái vậy đi. Còn cái này nó bị ma sát rồi chứ không thì... cái chai nước rửa em để đâu rồi đúng không? Nói chung nó hơi bị dơ nè. Cái bát chùi không biết nó có hết hay không nha. Có thể nhiều khi nó ma sát nó vẫn còn mờ mờ đó nha. Nó chà vô tường đó các bác, nó trắng trắng. Nhưng mà vò thì nó bớt á, có thể nó còn mờ nha. Các bác nhìn cái nút chứ không? US Army là ngoài các bác thấy ghê không? Khóa này, Army luôn rồi. Nút các bác thấy cái nút chức ha, US Army. Nhưng mà đừng vội đánh giá nghe các bác. Đừng thấy chữ Army cứ tưởng hàng cấp phát, không phải đâu nha. US Army nè. Đó, Silas. Cho nên là em hay nhắc mấy bác đó. Đừng vội thấy chữ US Army hoặc là US Air Force cứ tưởng hàng cấp phát, không phải đâu. Cái này hàng thương mại. Cái này nó may giống họa tiết vi tính ACU nè. Ở ngoài cái vải đẹp lắm các bác. Và cái này còn cả tem luôn nè. Cái này nó bị đóng kiện, nó bị ma sát tí mờ mờ đó thôi. Cho nên là em hay nhắc, nhưng mà nhiều khi nhắc nhiều quá các bác lại ghét. Cái nút nhỏ nó còn đóng chữ US Army nè. Cho nên là thôi thì thà bị ghét còn hơn đúng không các bạn? Những cho nhiều bác lớn tuổi gọi là cắn quả ức cay lắm. Rồi các bác thấy không, cái khoen nhỏ này nó cũng đóng US Army US đang hoàng. Nhưng mà báo cáo ha, hàng thương mại không phải cấp phát nè. 100% cô tông nha, cả lót cả ngoài. Rồi ok, không biết cuộn nào nhưng mà nó chức lắm nghe các bác, chức đến từng chi tiết luôn á. Army nè, các bác thấy bốn chữ ghép lại là thành Army rồi ha, nó chức đấy. Vải bóp lin luôn nha, cái này nó bị ma sát, cái này mai em chùi có thể nó bớt, nó còn mờ mờ nha. Cái này nó bị ma sát nhưng mà không có sơn vải, có thể nó cạ vô nó còn trắng trắng, nhưng mà một phần là do vôi tường nữa. Nó sẽ bớt. Rồi, nói chung là độ mới cao, cái này nó mới lắm. Còn cả tem này. Có điều là nó đóng kiện nó bị cạ vô tường tí đó thôi. Không sơn nha, đắp cùi chỏ tay. Cái vải nó chất lắm các bác, cái vải đây. 100% cô tông nha. Áo hai lớp. US Army. Nó tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn nha các bác. Cái nút nó cũng dập. Đường chỉ, ba đường chỉ. Nút nó có tăng giảm. Các bác dài cái tay để siết lại. Có A tay luôn. Nó mới lắm nha các bác. Mới, rất mới nha. Cái này mới chưa sử dụng, có còn cả tem này. Nhưng mà có điều là bị ma sát tí thôi. Nhưng mà theo em chắc cũng có thể chấp nhận được. Ui. Rồi các bác từ 64 đến 76 ký. 76 cân đổ lại nha. Bác nào thích ôm ôm thì 78 80 cân cũng được. Kéo các bác là kéo kín lên. Cổ bẻ cũng được mà dựng đứng lên cũng được nha. Có cái quai cổ móc qua đây. Chỗ này nó phối màu. Bốn túi. Cái vải nó đẹp lắm các bác. Vải nó là cái sớ vải nó như vải bóp linh. Màu đen nha. Rồi. Hàng thời trang phong cách lính nha, báo cáo rõ ràng.
hàng thời trang phong cách lính. Chứ gặp nhiều quá cứ thấy US Army là cứ tưởng cấp phát, là không phải đâu. Hàng cấp phát như em nói nó phải có đời. Nó phải có những cái ký tự của quân đội. Ok, này không biết mắt in nước nào nghe, nó không có ghi. Nhưng mà cái áo nó chất, em bán dựa trên cái chất lượng của cái áo nha, 800.000 đồng. Bác nào thấy hợp lý thì chốt thôi, chứ có thể đắt, có thể rất đắt. Rồi, nhưng mà nó xứng đáng với cái số tiền cái bác bỏ ra đây. Chất lượng nó xứng đáng với cái giá tiền. Mặc dù nó có lỗi đây nữa này các bác, nó có lỗi luôn nha. Rồi vai 50, vai 53. Cho nên cũng tùy thôi, cho nên có nhiều khi hàng thời trang em bán đắt hơn cả hàng cấp phát nữa. Tay 65. Vai dài. Dài 74.5. Thôi em sửa lại giá đi, tại nó bị tí. Cái này không biết có ra lấy nước chà thì nó bớt ấy. Cái này chủ yếu cái bột tường nó dính nhiều, nhưng mà nó vẫn còn nha, nó bớt thôi cho nó không hết đâu. Em sửa lại giá nha, em bán 700.000. Mã số 441. Đây lên chậm quá không các bạn. Rồi lên cái áo Canada. Áo này nhiều tem, nhưng mà size nhỏ. Này cũng dưới 60 cân đây các bạn. 4 túi tem. Có một tem vai đó. Rồi em bán 200.000, mang chơi chơi thôi các bạn. Đai nịt đầy đủ nha. Cái này về các bác lấy máy sấy nóng các bác. Lấy máy sấy nóng nha, các bác sấy nóng là bẻ ra thôi. Bây giờ bẻ sống thì nó sẽ gãy. Các bác cứ lấy máy sấy sấy cho nó nóng nóng để bẻ là ra thôi. Nút gài nha, mới lắm. Chất vải nó là poly nha. Cũng hay đó. Dưới 60 cân thôi nha, và dưới mét 64. Dưới mét 64 và dưới 60 cân em bán 200.000, rất mới. 96% được. Made in Canada. Rồi cái này nó giống như của thiếu sinh quân. Nói chung không biết đi. Đại khái là biết, chỉ biết áo Canada thôi. Đó, 4 túi nha. Chất vải poly nha các bác. Tem của nó đây. Rồi ok, không lỗi lầm tì vết gì hết, đây đầy đủ hết. Rồi em bán 200.000 đồng. Mã số 442. Vai 44 nè. Tay 57. Và dài 70. Nè. Còn cái lót màu đen này. Nhưng mà size to. Cái này size ít lát rồi. Các bác làm lót ha, về làm lót áo hoặc mặc ấm. Này là lót áo 10-65 nhưng mà thời trang đây nha. Nhà hàng cấp phát nó đâu có màu đen đâu. Cái này size ít lát, áo M65 các bác size lát gắn vô được. Vẫn được. Made in Korea nghe các bác. Size ít lát. Độ mới cao lắm, em khỏi đo đi. Độ mới 95%. 100.000 đồng, mã số 443 nha. Rồi tiếp tục. Em lên cái áo Cái này nó là cái lót nha. Lót áo Baska của Canada nha các bác. Cái vải nó chất lắm. Vải nó cùng với cái vải áo hôm qua em lên đó. Cái này là cái lót áo, nhưng mà bây giờ về các bác làm áo luôn, khỏi làm lót. Nó
ghi song ngữ nha, Canada nó dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp này. Size Lux Regular đời 74 nha, năm 1974, mẫu đập năm 74 và cấp phát năm tháng 9 năm 75. Ok, đồ mới rồi. Ok nha, 95% để bo còn ngon. Cái này là dày nha, ở giữa có lớp bông đây nè, đó lớp bông bên trong, cái kiểu nó may hở vậy đó nghe các bác, cái kiểu nó vậy hai bên luôn, chiếc nó nghe cái vải của nó đây. Đồ mới cả mặt không thôi cũng hay các bác. Nút hai chiều luôn các bác, mặt hai mặt được. Cổ nó đây, cổ bo luôn nha, tay bo. Cái này về các bác, cái này mặc không cũng hay. Rồi, form dài. Rồi các bác mặc từ 65 đến 80 cân đều dùng được. Rồi em bán 650.000. Mặc dù cái lót thôi nhưng mà cái vải nó chất lắm. Cái vải nó giống y như cái vải cái áo hôm qua em lên cùng với cái quần. Bộ bo, bo tròn hai tầng, nói chung là độ mới rất cao nha, trên 95%, 650.000. Vai 53 nè, tay 64, và dài, dài 94 nha các bạn, mã số 2, mã số 444 nha, 650.000. Bữa nay lên, bữa nay lên hơi mất năng suất các bác ha, lên hơi chậm bao nhiêu phút rồi các bác, 57 phút rồi. Em lên đủ 1 tiếng rồi. Em lên một cái áo bắt ca của Ý nha các bác, áo bắt ca của lính Ý nhưng mà nó hơi to, áo này nó to, độ mới cũng còn 94%, không lỗi lọc, có túi trong nha, thân trước nó có lót mỏng đó, thân sau thì một lớp thôi. Cái này chuẩn lính Ý nha, mặc rộng rộng một chút cũng được, mặc bên ngoài. Cái này nó to lắm các bác, cái này nó phải 85 cân trở lên, 85 90 cân trở lên nha, đến 101 đến 81 cũng được, có điều nó hơi to. Rồi thì giá nó nhỏ hơn chút, giá áo to thì giá nó sẽ nhỏ, giá độ mới còn ổn, 94% trở lên, chiếc kaki chuẩn lính Ý em bán 250.000. Có thể rộng rút dây eo hoặc các bác mặc thêm cái áo bên trong, có thêm cái dây này chi thì em không biết nha, tem nó cắt rồi nhưng mà chắc chắn là lính Ý nha. Cổ thì hơi mồ hôi một tí thôi chứ còn ra không lỗi lầm gì đâu nha, hai túi trong luôn nha, cầu vai tháo rời được, cầu vai các bác rút ra được đấy. Rồi, giá này thì cũng hợp lý thôi, 250.000. Nó to, nói chung nó to lắm. Vai 54, tay 66 và dài 93 nha, mã số 445, 250.000. Rồi em lên cái này em nghĩ, em lên cái áo phiêu Hà Lan nha hả, áo phiêu Hà Lan. Rồi con này em sale luôn, này nó hơi to, nó cũng to đó, 100% cotton, cái vải nó chất lắm nha, vải hai lớp, một lớp trong lớp ngoài cùng một loại vải luôn đó. Nước màu thì nó cũng tương đối thôi, hơi xuống màu. Bác nào thích hệ bụi bặm thì chốt con này. Cổ tay thì cũng hơi dơ dơ về giặt tí thôi, chỗ này hơi mài mài tí, mệt thôi, hơi mài mài tí thôi, rồi về giặt cái là ổn đó.
nói chung nó dài về cái mắt cắt bước nó hai tăng đơ lần hai cái đai lần. Nút cài chìm nha, cũng không rách lủng như đó các bác. Nước màu này hơi xuống màu 80%. Áo phiêu Hà Lan nha. Rồi em bán 250.000. 250.000. Nó hơi to, cái này cũng phải 80kg trở lên nha. Mặc chơi chơi cũng được nha quá. Cái vải nó chất lắm, vải nó giống vải áo M65 Mỹ á. Tức là cái vải á. Chứ còn cái áo thì nó khác. Vai 60 lận. Tay 64. Dài 83 nha, 250.000 mã số 446 nha. Nó có ở quần hàm này các bác tháo ra được. Mã 446 250.000. Nó cũng không có dơ gì đâu nha. Về giặt cái ra mang thôi. Rồi. Chắc là ngưng các bác. Về đây lên bấy nhiêu thôi. Và nếu các bác thấy vừa ý được mã nào. Bên đây cũng hơi mệt. Thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo giúp em. Số điện thoại em ghi trên này ha. 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.